Rồi, bắt đầu mình đọc đề lại nè. Cho một đường tròn nè, tâm O nè, đường kính AB nè, được chưa? Trên AO nè, lấy điểm E sao cho cái đoạn này nè lớn hơn đoạn này, được chưa? Rồi, H là trung điểm của AE nè, H là trung điểm của AE nè, được chưa? Từ H kẻ một dây cung vuông góc với AE, ok chưa? Vuông với AE. Rồi, câu A nó kêu là câu A nha. Câu A chứng minh câu A nha. Câu A tính góc ACB. Đây, góc ACB đây, ACB góc này. Đó, quá dễ đúng không ạ? Góc này chắc chắn khẳng định là góc vuông. Thì muốn chứng minh thì ta phải có xét cái tam giác đó, tam giác ABC. Ta có cái tam giác đó như thế nào ạ? Tam giác ABC nội tiếp đường tròn có đường kính là gì ạ? Có đường kính là AB. Một cái tam giác mà nội tiếp đường tròn có đường kính là AB nè thì chắc chắn nó sẽ vuông tại, để suy ra tam giác ABC vuông tại tại C. Vuông tại C thì đồng nghĩa góc góc C bằng bao nhiêu ạ? Bằng 90 độ. Ở đây là các bạn đã dùng một cái tính chất gì ạ? Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì vuông vuông góc nha các bạn. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ?